Bạn nghe, hiện tại mình đã gửi phần thưởng cho các bạn rồi á. Rồi thì đây là danh sách phần thưởng nè. Và nhưng mà có một cái trục trặc nhỏ là bạn fan cứng gì nè nha, thì các bạn này là đã nhập hai số điện thoại, bạn là chỉ có 9 số rồi thì không được, nên mình đã chuyển cái phần thưởng này qua cho bạn tên là Yến Gamer ha. Thì đúng số điện thoại đây đó. Rồi đó là một trục trặc nhỏ thông báo cho các bạn biết luôn ha. Rồi hiện tại mình đã gửi tin nhắn thông báo trúng thưởng cho các bạn rồi á. Khoảng trong vòng 24 giờ sẽ nhận được phần thưởng nha. Rồi bạn nào nhận phần thưởng mình hãy comment cho mọi người biết nha. Rồi. Rồi hôm nay mình sẽ công bố kết quả mà phần các chương trình bạn chơi lần trước đó, là chương trình lời chúc hay thẻ cào trao tay đó. Hôm nay sẽ công bố kết quả ha. Thì đầu tiên là hai giải đặc biệt 50k dành cho hai bạn ha. Hiện tại có hai bạn thấy lời chúc có ý nghĩa nhất là bạn Jun Jun với lại lời chúc là thành công đến từ 90% năng lực và 10% may mắn. Ok ha, và chúc cũng khá là ý nghĩa. Chúc thứ hai nữa là của CNT MyRap ha. Chúc kênh Mau Mau nổi tiếng và lượt subscribe càng ngày tăng. Mỗi video đều có nhiều lượt xem. Rồi, ok, hai bạn này sẽ được giải thưởng 50k của mình ha. Sẽ gửi vào trực tiếp số điện thoại của hai bạn này ha. Rồi, tiếp tục mình sẽ quay 20 bạn may mắn được thì giải thưởng 20k ha. Ok, mình sẽ lên trên cái này ha, cái video của mình. Sẽ copy lại cái đường link này. Rồi mình qua bên YouTube của mình random ha, mình paste cái đường link này qua đây, paste qua dán qua, rồi mình get YouTube comment ha. Rồi hiện tại là comment hiện tại số lượng comment là 33 các bạn ha. Thì hiện tại mình có 22 phần thưởng mà có tới 33 comment, vì mà mình tỷ lệ trúng của mình là 22 trên 33, à không, với lại mình có hai comment là của mình nữa, hai comment là của mình. Vậy là bạn có tỷ lệ trúng là 20 trên 31 ha. Tỷ lệ trúng là 20 trên 31 tương đương với 2 phần 3. 2 phần 3 là cỡ khoảng người ta 60%, 60 về 70%. Ok ha, rồi. Mình sẽ bắt đầu start ha. Rồi bạn nào trúng nha. Rồi, ok, bắt đầu nào. Bạn đầu tiên. Bạn nào đây? Ok, bạn Biệp Tiến ha. Bạn Biệp Tiến chúc anh thành công. Số điện thoại này. Ok, mình sẽ kiểm tra số này coi coi có xuất hiện nhiều lần trong video không nha. Copy rồi. Mình qua bên cái này, mình lọc cái bình luận đi. Mình coi coi số điện thoại của bạn đó có bạn cái chơi gian không á. Ok ha, rồi. Rồi, mình sẽ tắt cái này đi, mình lọc số điện thoại nè. Rồi. Coi các bạn ấy có gian lại không? Ok, vậy là không gian lận ha. Một bạn. Rồi, bạn Biệp Tiến ha. Rồi, một bạn rồi ha. Rồi, ok. Tiếp theo ha, mình chọn một bạn tiếp theo nữa. Tiếp theo. Rồi, star. Mình có quay video mà, xíu mình sẽ nạp cho các bạn xem. Rồi, star, bạn Anh Thư ha. Chúc mừng bạn Anh Thư. Bạn được giải 20k ha. Chúc kênh Mau Mau đạt nhiều người đăng ký và lượt like càng nhiều ạ. À. Mong anh cho em thẻ Vietvinaphone. Ok, cảm ơn em đã được trúng thưởng rồi. Rồi, ok, anh sẽ kiểm tra số hội của em có chơi gian không ha. Rồi. Rồi, ok. Có chơi. Ok, vậy là không ha, tại vì em ấy comment nhiều lần trong một comment thôi. Bạn em ấy chỉ chơi một lần thôi nên ok, vẫn hợp lệ ha. Rồi, cảm ơn em. Chúc mừng em đã trúng thẻ của anh ha. Rồi, ok, bạn khác nào? Bạn khác nào? Bạn Nguyễn Kiệt ha. Rồi, rồi, xin lỗi bạn. Bạn đã không comment đúng như là cái yêu cầu. Thế hay lại là phải lời chúc cộng số điện thoại. Bạn không số điện thoại nên mình không thể nào tặng thẻ cho bạn được. Bạn Nguyễn Kiệt nha. Ok, mình sẽ chọn bạn khác. Hiện tại mình có bao nhiêu người rồi ta? Được hai người đúng không? Ok. Ô, bạn này đã trúng thưởng là giải đặc biệt rồi nên không tính nữa, chọn bạn khác. Hai người đúng không? Đại có hai người rồi. Ok, học đường Nam Thần. Chúc kênh nhiều lượt đăng ký lượt xem. Ngày càng nhiều video hay nha. Cảm ơn. Ok, cảm ơn bạn. Bạn đã trúng thưởng của mình. Sẽ kiểm tra số điện thoại của bạn ha.
Ok, mình sẽ check số điện thoại của bạn. Ok, chỉ có một bình luận mà thôi. Rồi ok, ok bạn chúc được thẻ 20k. Rồi nhóm bạn khác nữa, hiện tại có 3 bạn rồi. Bạn Lộc Game Minh ha. Chúc kênh đạt được 100k sub ha. Rồi ok, cảm ơn bạn. Bạn cũng đã trúng được thẻ cao của mình. Nó giờ được bao nhiêu người rồi? Người này là người thứ tư đúng không bạn? Bấm máy tính cho nó ấy đi quên. 4 người rồi. Rồi mình sẽ lọc cái số điện thoại của bạn nha. Lọc game mình. Rồi bạn có comment nhiều lần hay không? Ok, vậy là chỉ có đây. Mình sẽ enter chứ. Rồi giờ hơi lắc các bạn ơi, nó không có hiện luôn. Mình làm lại nha. Rồi số hỏi bạn dán vô enter. Rồi ok, chỉ có một lần thôi. Lộc Nghĩa Minh ơi, bạn ấy chơi cái avatar của mình luôn phải không, hay là bị lắc? Chắc là lắc. Ok giờ được rồi. Ok bạn này được. Ok cảm ơn bạn nha. Hiện tại 4 người rồi. Rồi 20 người chắc cũng hơi lâu á, bạn thông cảm quay xíu ha. Rồi bạn Đạt Trần. Rồi chúc gia đình luôn mạnh khỏe, kênh phát triển ha. Rồi ok, cảm ơn bạn. Mình sẽ kiểm tra. Rồi. Rồi, với một rồi bạn đã hợp lệ và bạn được thẻ cào 20 ha. Ok, 5 người. Mình sẽ hoàn khác tiếp. Đây ai đây, bạn này sẽ ngồi bán đây, anh Thư ha. Ok là bạn này đã trúng rồi. Tại nó không có loại bỏ đi những người đã trúng các bạn, nên mình để ăn hiện đang những người cũ, mình cho người khác ha. Như vậy có thêm chức năng loại bỏ đi những người mà đã trúng rồi thì nó hay ha. Bạn này giờ nó không có. Ok bạn Kim Mỹ ha. Kim Mỹ chúc thành công mọi việc, mau nhận nút bạc để nhanh lên nút vàng, quá hay. Ok mình sẽ kiểm tra số điện thoại của bạn. Rồi còn cho nó C còn cho nó B thôi. Ok bạn Kim Mỹ. Rồi chỉ có một thôi, một comment thôi. Ok cảm ơn bạn nha, bạn đã trúng con giải thưởng của mình. Rồi, được 6 người đúng không? Rồi một bạn khác nữa, 6 người rồi, còn 14 người nữa ha. Ai ai nữa đây? Rồi sao ra cái này hoài vậy? Người khác ơi, bạn đó may mắn lắm hay gì sao bạn cái gì ơi, bạn nói bao hoài. Rồi bạn Quỳnh Anh ha, chúc kênh nhóm trưởng nhanh chóng tăng lên 100 ca sốt và không bị bơm hàng nha. Ôi trời ơi, ông này bạn tôi rồi. Ok cảm ơn bạn luôn, chắc bạn này không chơi An Giang đâu ha, mà mình vẫn kiểm tra ai cũng như ai công bằng ha. Ông này là học chung với mình đó bạn ạ. Ông vô ông comment chết luôn rồi. Làm như chứ nhóm trưởng có 1 lần một mà ông comment gì quay chết luôn rồi. Ok một lần ha, một lần comment rồi. Ok hợp lệ rồi, 7 bạn ha, đã có 7 bạn rồi, còn 13 bạn nữa. Bắt đầu tiếp tục star. Đây số gì đây. Rồi bạn Caton NVL 95, chúc kênh luôn thành công trên con đường YouTube có nhiều ý tưởng. Ok cảm ơn bạn, mình sẽ kiểm tra số hội của bạn coi có comment 2-3 lần gì không. Nếu không có thì bạn sẽ nhận thưởng. Mình nghĩ là chắc chắn các bạn không có việc mà dụ mà comment nhiều lần đâu, mình biết mà. Ok một comment ha. Ok 8 bạn rồi, người khác nào các bạn thứ 9 gọi là ai ha. Số gì đây, Minh Nhật Võ ha. Rồi chúc anh ngày càng đẹp trai. Ok là chúc rất là thật sự, rất là gọi là gì ta, gọi là chúc sao ta, gọi là không phải gọi là gì, thực tế đúng rồi, là chúc rất thực tế em ơi. Chúc anh ngày càng đẹp trai. Ok thành công cho sự việc cũng như đạt nước bạc nước vàng trong tương lai.
Cảm ơn bạn nha, sẽ cấp kiểm tra cái số điện thoại của bạn. Nếu hợp lệ thì bạn sẽ được nhận thưởng là thẻ cào 20k. Rồi, ok ha. Bạn Minh Nhật Bỏ được thẻ cào 20k. Rồi, ok, một bạn khác nữa. Rồi, tại chính bạn rồi. Ai đây? Anh Thư bạn này nữa. Ra hoài vậy, may mắn quá vậy. Ô, người khác nào? Ơi. Cái này nó không có chức năng loại bỏ các bạn, loại bỏ những người đã trúng nên cứ ra những người trúng rồi. Ok, Thái Phạm ha. Anh ơi, em chúc anh mạnh khỏe sớm được nút bạc. Ok. Miễn có chút là được. Có chút là ok ha. Rồi kiểm tra số điện thoại ha. Miễn có chút với lại không gian lận là được hết. Ok, một comment. Bạn đã đạt được thẻ cao 20k từ kênh Sức Mạnh Điện Tử ha. Rồi bạn khác nào? Rồi hiện tại có 10 bạn rồi, còn 10 bạn nữa. 10 giải thưởng nữa nha. Rồi bạn này đi trúng rồi, không trúng nữa. Người khác nào? Ai nào, số gì đây? Ok, bạn này hình như là cũng đã trúng rồi đúng không? Đúng rồi, đàn này trúng rồi, không trúng nữa ha, bắt đầu bạn khác. Ơi, bạn nào đây? Sao bạn này trúng hoài vậy? Có bạn khác coi. Nhưng nó không có chức năng loại bỏ những người đã trúng nên nó cứ quay. Nguyễn Kiệt bạn này cũng không đúng thể lệ nè. Rồi nó cứ bị gì nha. Người khác coi. Đi rồi. Chán các bạn ơi. Lập trình cái này không có chức năng loại bỏ những người đã trúng trơn gì vậy? Gọi đâu tiêu rồi rồi. Gì vậy? Nhắc vô quảng cáo rồi, phát lại. Nó nhắc vô quảng cáo các bạn. Trời ơi, chết rồi, máy quay mình còn 5 phút nữa à. Chết rồi. Ok, bắt đầu lại ha, bắt đầu người khác ha. Rồi. Start lại ha. Thì cái gì mà lôi quay dữ vậy? Nó bắt mới nhấp lộn vô quảng cáo các bạn. Nó qua cái trang khác. Rồi sao, hết chạy luôn rồi. Quên, chứ get comment này cái ha. Rồi. Bắt đầu lại nè. Trời ơi. Người khác đi nào. Có mấy người làm hoài vậy. Thắng Lê. Rồi cảm ơn bạn Thắng Lê ha. Mình chúc kênh Sách Điện Tử đạt được 2 triệu lượt view trên kênh. Ok, mình sẽ kiểm tra số điện thoại của bạn Thắng Lê này. Coi có bị comment 2-3 lần không nha. Ok, comment 1 lần ha. B109. Ok, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Thắng Lê ủng hộ kênh mình nha. Bạn đã được thẻ 20k. Ok. Người khác nào? Rồi hiện tại có 1 người rồi nha. Còn 9 phần thưởng nữa. Thì hội của mình còn 3 phút nữa sẽ động tắt kìa. Ok. Anh Mạnh Toàn Trần ha. Rồi cảm ơn anh đã ủng hộ kênh của em. Em sẽ kiểm tra số điện thoại của anh. Sau video này mình sẽ nạp trực tiếp vào điện thoại của các bạn ha. Rồi cảm ơn anh Mạnh Toàn Trần, chúc anh đạt thành công YouTube ha, truyền tải mọi người kiến thức sửa chữa điện. Ok, cảm ơn anh. Rồi người khác nữa ha. Rồi 12 người rồi, còn ai nữa không? Hồng Phương ha. Hồng Phương, ok, chúc kênh phát triển, nhiều độ đăng ký, đạt nút bạc. Ok, cảm ơn bạn, mình sẽ kiểm tra cái số điện thoại của bạn nha. Copy nè. Rồi còn cho anh Vegabus ra nè. Rồi ok. Điện thoại mình sắp tắt rồi. Tại vì điện thoại mình quay được tối đa có 15 phút à. Rồi ok. Bạn Hồng Phương ha. Rồi bạn được thẻ 5 thẻ 20k. Rồi 13 bạn. Còn 7 bạn nữa ha. Mình sẽ tắt đi rồi mình quay lại, tại vì trong 13 phút sẽ tự động tắt. Mình bắt tắt rồi. Rồi quay lại các bạn ơi. Tại vì video điện thoại mình quay một lần chỉ được có 15 phút rồi. Rồi mình bấm tiếp tục ha. Bạn Hồng Phương nè, là 13 bạn nè, còn 7 giải thưởng nữa ha. Quay tiếp. Ai nữa đây? Bạn nào đây? May mắn đây. Ok. Điện tử Tiền Giang ha. Chúc anh thành công trong công việc nha. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Mình sẽ kiểm tra số điện thoại của bạn nè. Kiểm tra số điện thoại bạn nha. Nếu bạn không bị vi phạm mà sẽ được thẻ 20k.
Ok, cảm ơn bạn. Bạn đã được hết 20k. 14 bạn rồi, còn 6 bạn nữa. Rồi, chọn người khác tiếp tục nào. Đây đây. Đây đây. Hồng Phương, ok, bạn này đã trúng rồi, không trúng nữa nha. Bạn khác nào. Đây đây. Bạn này chỉ comment môi phỏ thôi, sai cú pháp. Không được. Rồi, bạn khác. Comment đúng cú pháp mới được nha, sai pháp là không không được. Lại là Hồng Phương à, không được. Người khác nào. Sao nó nó nhảy hoài vậy. Quản lại bạn này nữa, người khác coi. Cái web này nó cứ bị gì nhà rồi. Cần tắt gaming TV. Chút mà không có số thoại nên cũng không không được luôn. Rồi người khác ha. Nhưng hỏi bạn khác rồi, mình đã nhắm mạnh rồi, bạn comment đúng cú pháp, bạn comment sai cú pháp là không được. Biệp tiếng này trúng rồi nha. Rồi, người khác. Đây, cứ trùng này không vậy, chết luôn. Nam Bùi. Flip combination to you. Ok, cảm ơn thầy. Đây là thầy dạy tiếng Anh mình các bạn, thầy dạy tiếng Anh của mình. Thầy chơi tiếng Anh rồi, chết em thầy ơi. Rồi, em sẽ kiểm tra hồi của thầy nha, dù là thầy nhưng mà phải dẫn với mọi người thôi, kiểm tra số thoại nha. Rồi. Ok, cảm ơn thầy. Thầy đã trúng được giải 20k của em. Rồi, hiện tại có 15 bạn rồi, còn 5 bạn nữa. Tiếp tục. Star. Rồi, ai nữa đây? Lại là thầy. lại là thầy, thầy trời chúng ta 3 lần luôn thầy ơi. Rồi, người khác nào? Nó cứ trùng lại. Rồi, không phải nữa, nó cứ trùng lại các bạn. Mình quay mà cứ tỷ lệ trúng của mấy bạn kia sao cao vậy, quay trúng hoài. Fan cứng NBL Channel. Ok, chúc mau nổi tiếng, nhiều lượt đăng ký. Xâm nhận nút bạc, nút vàng. Rồi, cảm ơn bạn, mình sẽ kiểm tra số hội của bạn ha. 1965, số này giống số mình ha. Mình là 7165. Ok. Mình sẽ kiểm tra. Rồi, ok, bạn đó vượt qua, bạn sẽ được thẻ 20k. Cảm ơn bạn nha. Rồi, người khác nào. Người khác. Đạo Gaming nha. Chúc ngày càng phát đạt và phát đạt hơn nữa. Rồi, chỉ cần thẻ 20k. Ok, đúng ý nguyện của bạn luôn. Bạn chỉ cần thẻ 20k mà thôi. Ok, đúng thẻ 20k luôn. Rồi, mình sẽ copy số hội của bạn. Mình bắt qua đây. Khi sau video này sẽ nạp trực tiếp vô thẻ vô đặt của bạn luôn ha. Rồi. Ok. Rồi, chúc mạnh khỏe nữa ha. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, người khác nữa nha. Mười mấy người rồi. 16 rồi đúng không? 3 người nữa, 17. 16 rồi, hiện tại còn 4 bạn nữa là được ha. 4 bạn nữa là xong. Mạnh Toàn Trần. Rồi, anh này đã trúng rồi, không trúng nữa ha. Người khác nào? Thì cứ mấy người ra hoài, cái hoài vậy. Cân tắc gaming rồi vẫn sai cú pháp không được nha. Quay trúng 2-3 lần luôn mà không comment đúng cú pháp các bạn. Đúng là nãy giờ trúng được thẻ 20k rồi. Rồi cũng không được luôn, bạn này cũng không được luôn, cũng không có cú pháp luôn. Đúng không? Là nãy giờ chúng quay trúng nhiều lần rồi đó. May mắn, độ may mắn cao á, nhân cái là không có cú pháp bạn này nữa, y chang luôn. Không được cú pháp. Rồi, người khác ơi. Còn ai nữa không nha? Sao cứ mấy người ra hoài lấy hết người sao, cứ ra mấy người ra hoài vậy. Lại mấy người cũ không vậy. Ồ, bà này trúng rồi luôn rồi, thấy phạm rồi. Mấy người ra hoài các bạn ơi. Đạt Trần ha. Đạt Trần này trúng chưa ta? Hình như là rồi các bạn, người khác ha. Rồi, Đạt Trần là rồi, mình nhớ rồi. Ai nữa nào? Rồi trúng rồi luôn rồi, sao mà cứ mấy người vậy? Hiện tại còn 4 phần thưởng nữa mà nó cứ mấy người nó cứ quay không có người khác. À, là thầy nữa. Còn ai nữa không nhờ? Anh Thư rồi luôn, giờ nó dạo trúng như là anh Thư lắm mà. Bạn này không biết là fan mình hay sao mà cứ trúng hoài. Rồi, Đạt 1-2-3 Trần. Ok. Ok, mình thấy giống gì là Đạt Trần đúng không? Nhưng mà mình thấy nó khác. Ở cái nickname cũng như là cái số thoại có đúng không nha, giống không nha. Rồi, kiểm tra số thoại thôi.
mình không bắt các các bạn là phải không được dùng hai banit và phải dùng số điện thoại khác nhau ha. Ok được luôn, bạn này được ha, trúng luôn ha, bạn đạt trần này trúng là 17 người, còn 3 người nữa rồi, cái đầu chọn người khác nữa nào, còn ai nữa không? Minh Nhật Võ đã có rồi, không có nữa ha, chắc quay này chắc cỡ nửa tiếng quá các bạn. Nó không gọi là bỏ đi những người đã trúng. Hôi Dương, không biết bạn tên gì, đọc theo cái chữ trên đây là Hôi Dương ha. Ok, nhiều bổ ích nè, đặt nút kim cương trong tương lai, hay quá bạn ơi. Rồi mình sẽ kiểm tra thoại số thoại của bạn ha. Rồi, ok, bạn đã đạt được thẻ 20k của mình ha. Rồi hiện tại là có 18 người rồi các bạn ha, còn hai bạn nữa, rồi còn ai nữa không? Đây là chúng là 21/23/31 là 7.67%, rất là cao đúng không, chơi game show mà chúng cao gì. Rồi cao quốc khanh cao ha. Rồi chúng đặt nhiều người thích, lấy nút vàng nhiều đăng ký kênh điện thoại là ok, mình sẽ kiểm tra số điện thoại của bạn. Ok, cảm ơn bạn đã trúng được thẻ 20k của mình nha. Bạn đã comment đúng cú pháp. Rồi, 19 người rồi. Còn một người nữa. Coi ai nữa nào. Một bạn nữa nha. Rồi, bạn trúng rồi, không trúng nữa. Rồi, bạn khác coi. Nó không loại bỏ đi những người đã trúng. Quay khúc cuối, mấy khúc cuối này hơi bị căng. Minh Thảo à. Rồi, chúc anh đạt nước mức cao hơn nữa chứ không phải dừng lại nút vàng. Ồ, bạn này quá hay. Chúc bạn nghe hiểu quá, mình sẽ kiểm tra thôi các bạn ha. Rồi. Rồi. Ok, cảm ơn bạn ha, bạn đã trúng 20k của mình rồi. Như vậy là mình đã quay được là 20 bạn trúng được cái những thẻ cào của mình, dù giá trị nó nhỏ nhưng mà các bạn cũng rất là nhiệt tình tham gia. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Rồi như vậy là mình đã tìm được là chủ nhân của tất cả các phần thưởng rồi ha. Phần thưởng mình sẽ được nạp luôn trong ngày hôm nay. Bạn nào đã nhận được rồi hãy comment cho mọi người biết là bạn đã nhận được phần thưởng rồi ha, để cho mọi người biết. Cảm ơn bạn và những lời chúc cũng như là bạn đã tham gia chương trình của mình rất là nhiệt tình và vui vẻ, soi rất là soi nổ luôn, rất là hay. Rồi cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh của mình nha. Một lần nữa chúc các bạn thành công trong cuộc sống và nhớ ủng hộ kênh YouTube của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.